Cái bà lan này đem con chó ở đâu về sủa um sùm nhức đầu nhức tai quá. Bà mà không xích con chó lại thì chừng tôi cái bà này nói vậy mà nghe được sao? Tôi nuôi gà gả bầy nó đẻ trứng nở con, đi qua đi lại trước sân nhà chứ đâu như cái con chó của bà. Cái gì nó cũng sủa thiệt là nhức tai nhức đầu à. Có mấy đợt cây non bà ôm sát hàng rào nhà tôi, miệng gà nó mổ lâu rồi mà bà nhắc đi nhắc lại hoài mấy tháng nay. Sao bà biết là tôi không nghe? Đâu phải mới hôm kia tôi với bà kết giao tình hàng xóm mà đã hơn 60 năm mình quen biết nhau. Của tôi rồi anh trai của tôi đi hỏi em gái của bà làm vợ, hai gia đình đã thân thiết cùng nhau, chỉ có tôi với bà không bao giờ thuận thôi. Mà hãy gặp mặt tôi là kiếm chuyện nhà chửi chó mắng mèo à. Bà ghét tôi. Tại tôi. Sao tại tôi chứ? Tại tôi sao? Tôi kêu hồi nào? Nên đêm về sinh ra một lời tỏ tình trôi theo mây gió.
con ốc con còng. Bầu với ông bầu năm bốn năm. Bà đừng có quá đáng nha, đừng có thấy tôi thương bà, tôi nể bà, rồi bà cứ làm tới hoài. Mà nói thiệt, lúc bà lấy chồng nhau, không hiểu sao mà tôi buồn quá, tôi muốn nhảy xuống cầu Cần Thơ cho chết cho rồi. Bà ác lắm mà biết không, bà Lan, bà ác lắm mà. Chồng chết rồi mà bà vẫn cứ ghét tôi. Tôi lửa tắt đèn là bà nhốt mình trong cô quanh. Nè nè nè, bà nói ai là Lý Thông? Nhà của bà dột, tôi cũng qua chầm lá gác kèo. Nửa đêm nửa hôm, con heo bà xuống chuồng, tôi phải chạy đi kiếm. Lúc mà bà trúng gió gần chết, tôi phải tìm mà ông bầu 545 đến chích cho bà hai mũi thuốc. Bây giờ bà nói tôi là Lý Thông, thiệt là đau lòng quá đi thôi. Tình tuổi từ thở qua đi.